shop phụ kiện đồ bát ong giá rẻ xin được gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể các bác có một niềm đam mê săn bẫy ong rừng trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay shop lại tiếp tục lên sóng và giới thiệu cho bác bộ chân guốc chèo đi các bác nhé. Bộ dụng cụ chân guốc chèo giá cực kỳ ưu thương cho bác. Bên em ship hàng CD trên toàn quốc. Các bác nhận hàng các bác được quyền kiểm tra đúng hàng, đúng sản phẩm thì các bác mới phải thanh toán tiền cho bên shipper các bác nhé. Thì trong cái chương trình này thì bác mua combo một bộ bên em sẽ được giảm 50.000 đồng trên một bộ sản phẩm các bác nhé. Đấy. Thì cụ thể như nào thì sau đây các bác cố gắng theo dõi hết cái video của em ngày hôm nay. Em sẽ giới thiệu chi tiết và báo giá chi tiết cho mình để các bác cùng cân đối tài chính. Đấy. Sở hữu cho mình những bộ guốc chèo cây cực kỳ đơn giản, cực kỳ dễ dàng các bác nhé. Thì sau đây em sẽ giới thiệu về cái bộ sản phẩm đây là một cái dây đai an toàn, dây đai an toàn của hãng Thăng Long nhé các bác nhé. Chịu tải của cái dây này là 1 tấn 1, chiều dài của dây nó rơi vào 1m9 đến 2m các bác nhé, chiều dài của dây. Còn bản rộng của nó rơi vào tầm 4 xăng các bác nhé, 4 xăng đấy bản rộng của nó. Đấy. Dây này của hàng thương hiệu các bác nhé, hàng thương hiệu Trí Tuệ Việt Nam nhé. Đấy, hàng thương hiệu đã được kiểm chứng nhé, cực kỳ an toàn đấy, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi bác bắt ong trèo cây nhé. Đấy, hãng Thăng Long. Đấy. Thì một chiếc dây an toàn móc nhỏ này hiện tại bên shop đang bán với giá 200.000 cho bác nhé. Còn guốc trèo cây đây là những đôi guốc trèo cây em giới thiệu cho bác, về đôi guốc trèo cây 2 đinh bằng thép chịu lực các bác nhé. Đấy, đôi này thì tất cả bằng thép chịu lực này, đinh của nó vuốt cạnh góc tròn các bác nhé, vuốt cạnh góc tròn ba góc nhé. Đấy, cực kỳ sắc bén. Đấy, mình đeo trèo cây cực kỳ bám luôn, độ bám của nó cực kỳ cao. Đấy, dây thì dây thép gai được dập khuy đồng nhé, khuy đồng. Đấy, khuy đồng cực kỳ chắc chắn rồi. Đấy, và các móc theo từng khuy nhé. Đấy, đút để đeo chân của mình cực kỳ vừa nhé. Đấy, theo từng cỡ chân của các bác luôn. Và trên này thì bên em đã thiết kế cho bác cái đệm mút để mình đeo chân không bị đau chân nhé. Và em cũng mách nhỏ cho các bác khi các bác trèo cây mình nên đeo một đôi ủng vào thì mình đeo đi vào chân của mình không bị đau các bác nhé. Đấy, dù guốc nào hỗ trợ cái gì cũng bác các bác lên đeo một đôi ủng của mình vào để mình đi vào thì nó sẽ an toàn hơn. Đấy, an toàn hơn, mình trèo cây nó sẽ đảm bảo hơn các bác nhé. Thì một đôi thép chịu lực này thì hiện tại bên shop đang bán với giá là 320.000 bao gồm phước cước phí vận chuyển về tận nhà mình các bác nhé. Rồi em sẽ giới thiệu cho bác về cái bộ guốc chèo bằng inox nhé. Đấy, bộ guốc chèo bằng inox các bác nhìn giúp em này, đinh của nó đinh dẹp các bác nhé, đinh dẹp và được vuốt ba cạnh nhé, đinh dẹp của nó. Đấy, cực kỳ chắc luôn các bác ạ. Đấy, cực kỳ chắc. Đấy, thì bên này nó sẽ có đủ chân bên chân phải và chân trái cho bác nhé. Đấy, tất cả thân đinh đều bằng inox 304 cực kỳ sáng bóng, độ bền cao các bác ạ. Thì cái inox này nhiều bác hỏi em là sao cái thanh này nó tròn này liệu có chắc không, em cũng xin thưa bác inox này bên em là đặt inox tại xưởng, inox đặt các bác nhé, đảm bảo cho bác trèo cây tuyệt đối an toàn các bác nhé, tuyệt đối an toàn khi bác trèo cây nhé. Inox đặt mình trèo cây nó sẽ nhẹ nhàng hơn và leo trèo của mình sẽ dễ hơn, dễ dàng rút đinh lên hơn. Đấy, đấy. Đặt. Những cái đôi này thì mình trèo cây to thì thoải mái luôn, thoải mái. Đấy. Thì ở trên nó cũng có đệm mút các bác nhé và dây thép gai dập khuyên đồng cho bác. Đấy. Thì một đôi inox này hiện tại bên shop đang bán với giá là 450.000 đã bao gồm cước phí vận chuyển về tận nhà mình. Thì trong chương trình đầu video em đã nói khi bác mua combo đấy, cả guốc cả dây đai thì sẽ được giảm 50.000 đấy, khi bác mua combo cả guốc cả dây đai sẽ được giảm 50.000 các bác nhé. Thì bác nào đang quan tâm đến guốc trèo cây các bác liên hệ trực tiếp cho bên em để bên em được bán và tư vấn cho bác những bộ guốc trèo cây hợp lý nhất, giá cả hợp lý nhất cho các bác nhé. Thì một video ngắn em làm đây, xin được chào và hẹn gặp lại các bác ạ.